em điều khiển cái lò nhiệt á, khi em điều khiển Dạ. cái lò nhiệt thì không nhất thiết phải làm mạch kích tri ắc với mạch phát hiện điểm không. Tại À vì dạ. á là mình không có làm mô hình thực tế được, mình bị corona virus mà không có lên trường được đâu mà làm. Dạ. Tuy nhiên nếu em có cách nào đó dùng mô phỏng mà thể hiện được cái hoạt động của lò nhiệt có tri ắc này nọ được thì đó sẽ là một điểm cộng. Thì em dùng qua Process được không này? Protest nói chung làm sao để em có cái đáp một cái lò nhiệt ảo trên Protest, cái đó khó đó. À, dạ, tại em thấy thầy cũng có làm một cái À, cái Process. đó em thấy Dạ. không, thầy không có đáp ứng, thầy chỉ có cắt Dạ. thời gian thôi, nó chạy cũng không theo thời gian thực cho lắm. Dạ. Nói chung là khó thể hiện được chuyện đó. Vậy thì ý là em muốn làm cái đó trong cái đồ án môn học của em á thầy. Dạ. Đồ án môn học của em chứ không phải là cái môn của mình đúng không? Môn của mình luôn cũng được thầy. Thì có Cả cái hai đó thì cộng luôn. thêm được điểm. Dạ Có dạ cộng dạ. thêm. Dạ. Dạ để em tìm hiểu ạ. Dạ em cảm ơn thầy. Ok. Dạ thầy cho em hỏi tí thầy. Là Hỏi em. bồn nước đôi là mình chỉ điều khiển được một bồn thôi đúng thầy? Em dùng BID cho thầy. Có nghĩa là thay vì bồn nước đơn em điều khiển trực tiếp cái bồn đó thì bồn nước đôi em điều khiển gián tiếp bồn 2 thông qua bồn 1. Em Dạ. đổ nước vô bồn 1 rồi bồn 1 chảy nước qua bồn 2 và cuối cùng thực ra em cũng chỉ điều khiển mực nước của bồn 2 thôi. Dạ, cảm ơn nha thầy. Dạ thầy ơi. Nghe em. Dạ em ra em để em xem. Xem màn hình đi em. Dạ em đã chỉnh theo cái thông số y như thầy nói là cũng từ 0 đến 1, là chỗ này là khúc từ 0 đến 1 đó thầy. Rồi và em cũng chỉnh lại cái khúc này á thầy, Là bao là nhiêu? cái chỗ này là Tiền xử 60 lý trồng bao con. nhiêu? Khoan khoan, từ chuyện xử lý trồng bao nhiêu? Dạ cái xử lý của em là em cần tới cái bồn nước là tới 30, mức 30 thầy. Em kích vô cái tiền xử lý tương ứng với E cho thầy coi coi. Như vậy có nghĩa là Dạ. cái sai số này, tôi nghe thầy nói nè, cái sai số Dạ. của em nó sẽ thay đổi từ 0 tới 30 hả? Có vấn đề Dạ. nha, có vấn đề nha. Em nên hiểu như vậy nè. Cái sai số là nó có âm, nó có dương. Nếu mà Dạ. tín hiệu của em nhỏ hơn tín hiệu đặt thì nó là có thể âm có thể dương. Nếu E xác lập, xin lỗi, nếu E là bằng E đặt trừ E thì lúc này á, nếu tín hiệu thực tế của em nhỏ hơn cái giá trị đặt thì em sẽ có E nó là dương. Còn nếu mà tín hiệu điều khiển của em, tín hiệu ngõ ra của cái bồn nước của em mà lớn hơn giá trị đặt thì em sẽ có E nó âm. Cho nên cái giá trị E này nó sẽ là một cái khoảng âm dương. Anh vừa. Âm dương, còn ở trong trường hợp này em thiết kế bộ mờ mà nó chỉ có dương thôi là em sai. Dạ. Hiểu chưa? Hiểu ý Là thầy nói không? Tín hiệu của em nó có thể trên ở dưới hoặc là trên cái tín hiệu đặt, cho nên cái E của em có giá trị âm hoặc là dương. dạ. Em phải thiết kế bộ mờ sao cho nó có khoảng âm dương ở ngõ vào. Vậy là cái khúc A là mình cho cái âm, còn khúc A chấm cho dương này. Sai bét luôn. Đấy Hiểu ý thầy sao? nói không? Có nghĩa là em phải chỉnh bên trong cái khối mờ á, cái khối mờ Dạ. em chọn cái hàm liên thuộc không phù hợp rồi, từ không cho tới gì đó là không phù hợp rồi, phải từ Dạ. trừ mấy tới mấy. Có ví dụ như trừ trừ nam tới 30 đúng không thầy? Trừ thì nó phải đối xứng À, trừ 30 đến 30. như vậy nè, có nghĩa là cái khoảng E của em là trừ 30 tới 30 đúng không, thì Dạ. cái bên trong khối mờ của em sẽ còn từ trừ 1 tới 1 và cái tiền xử lý của em á, tương ứng với cái E đó nó sẽ là 1 chia 30. Chị mọi người. Dạ. Em À sai em. cái khối mờ bên trong rồi chỉnh khối mờ đi. Dạ 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 em hiểu rồi.